Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, cả nước chúng ta đang chung tay hướng về miền Trung lũ lụt, đồng thời cũng dành sự tiếc thương vô cùng to lớn cho những người dân, cho những người chiến sĩ đã phải bỏ mạng bởi trận lũ vừa rồi. Thưa quý vị, trong số đó không thể không kể đến một vị thiếu tướng anh hùng của chúng ta, đó chính là Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Vâng, ông đã ra đi và mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng như là đồng bào cả nước sẽ mãi mãi không bao giờ quên hình bóng của ông. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh quý vị và các bạn đang nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ của mình đó chính là những hình ảnh trong chuyến cứu nạn cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Thưa quý vị, vừa kịp ngồi xuống mâm cơm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man đã nhận nhiệm vụ phải vào Huế gấp. Ông là Phó Tư lệnh Quân khu 4, một trong 13 cán bộ gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67 khi đoàn công tác đang trên đường vào cứu hộ nhóm công nhân thủy điện Rào Trăng 3, Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Hôm đó là vào sáng ngày 11 tháng 10 tại thành phố Vinh, Nghệ An, buổi gặp mặt trước lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 4. Những người đồng đội vừa mới kịp bắt tay nhau và mới chỉ kịp hỏi thăm nhau dăm ba câu chuyện, cấp trên đã gọi cho tướng Man đến và nói rằng ông cần phải vào Huế ngay, vùng này đang lụt nặng, cách đó hơn 300 km, hồ thủy điện Bình Điền xả lũ, nước sông Hương dâng, đại hội ngập sâu, hàng chục nghìn nhà dân chìm trong nước lũ. Vâng, và chính cái bắt tay, động viên cố gắng ngày hôm đó là lần cuối cùng chúng tôi được gặp nhau, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, nguyên là Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 kể lại. Ông nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của tướng Man, nhớ đến một người chịu sông pha, không ngại khổ, từ thời còn là cán bộ trẻ. 16 giờ chiều cùng ngày, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu đã có mặt ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền. Nắm qua tình hình, cả đoàn di chuyển ngay vào xã Phong Mỹ, nằm ở thượng nguồn sông Ô Lâu. Từ quốc lộ 1A vào đường Vĩnh Nguyên khoảng 2 km, phương tiện phải dừng lại khi dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập sâu. Ông xuống xe, lội trong nước lũ để tiếp tế nhu yếu phẩm. Mấy ngày qua bà con ăn gì? Ông hỏi, tặng hơn chục hộ dân ở đường Vĩnh Nguyên, mỗi nhà một thùng mì tôm. Thưa quý vị và các bạn, nghe tin Quảng Điền ở hạ lưu sông Bồ ngập sâu, ông đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế đưa đi thị sát. Nhìn dòng lũ bạc trắng mênh mông, tướng Man yêu cầu phải dốc toàn lực lượng ứng cứu người dân vùng lũ, cần trang thiết bị. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẽ đáp ứng. Bộ Chỉ huy Tiền phương chống lũ được lập ngay tại huyện Phong Điền, ông trực tiếp chỉ huy. Vào sáng ngày 12 tháng 10, đoàn công tác đi sâu vào vùng ngập nặng của huyện Quảng Điền và Phong Điền, tiếp tục tiếp tế nhu yếu phẩm. Chiều cùng ngày, nhận được tin nhiều công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 nằm trong khu vực bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đã mất tích, ông quyết định dẫn đầu đoàn công tác gồm 21 người vào hiện trường để cứu hộ. Thưa quý vị, lúc đó trời mưa rất to, tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng 3 có hàng chục điểm sạt lở, 4 con suối nước chảy xiết, rất khó có thể tiếp cận hiện trường. Và đoàn đã không thoái lui mà đi bộ để đến nơi công nhân gặp nạn nhanh nhất, nắm tình hình thực tế và từng địa điểm để triển khai công tác cứu nạn. 23 giờ cùng ngày, đoàn báo về còn cách hiện trường khoảng 13 km. Không thể đi tiếp do đêm tối, mưa to, đoàn đã vào trạm kiểm lâm sông Bồ thuộc tiểu khu 67 để nghỉ chân. Dãy nhà cấp 4, mái tôn dựa lưng vào núi. Nửa đêm hôm ấy, sau tiếng nổ lớn, đất đá từ trên núi cao ầm ầm đổ xuống, vùi lấp trạm kiểm lâm 67. 13 người trong đoàn công tác đã mất tích. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh cuối cùng về vị Phó Tư lệnh Quân khu 4 là một người đàn ông đứng trong mưa bão, mũ cối ướt mềm, quần sắn ống thấp, ống cao, với đôi dép dọ lội nước lũ, gió bão thổi tung áo bạt quân nhu. 19:20 tối ngày 15 tháng 10, thi thể cuối cùng trong đoàn công tác đã được tìm thấy. Xe cứu thương thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 người khác là sĩ quan, cán bộ chính quyền, bệnh viện quân y 268 ở thành phố Huế, đồng đội làm nhiệm vụ hai bên đường, xếp hàng nghiêm trang, chào điều lệnh khi xe cứu thương đi qua. Đồng đội và bạn bè nhớ về Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là một người miền Trung thẳng thắn, nghĩa tình dù ở cương vị khác nhau. Là bạn học phổ thông với ông Man, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình nói: đường đột quá, rất đau lòng. Cuộc trò chuyện qua điện thoại thi thoảng bị ngắt quãng giữa chừng,
giọng ông nghẹn nghẹn. Vào sáng ngày 13 tháng 10, nghe tin đoàn cán bộ quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế mất tích. Biết bạn là chỉ huy chính, nên ông Lâm lập tức bốc máy gọi xong không được. Liên lạc với nhiều người quen hỏi thăm, ai cũng chỉ trả lời, có gì sẽ thông tin sau. Lần gần nhất, hai người gặp nhau tại sân bay Nội Bài trong một chuyến công tác. Sau vài phút trò chuyện về công việc, gia đình họ chia tay về Quảng Bình và Nghệ An. Cả hai đã hẹn nhau sắp tới, rảnh sẽ làm chén trà hàn huyên, nhưng giờ đã không thể nữa rồi. Quý vị và các bạn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là đại biểu Quốc hội khóa 14, ứng cử tại huyện Minh Hóa, theo ông Cao Thanh Hải, trưởng ban tuyên giáo huyện Minh Hóa. Mỗi dịp tiếp xúc cử tri, ông Man luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo già, neo đơn. Nhiều đề xuất của ông về cơ chế cho bà con vùng dân tộc thiểu số. Khi nghe cử tri phản ánh về một số việc, sự việc nào đó, thì ông ấy luôn tìm hiểu, hỏi tận cùng, xin tài liệu về để nghiên cứu và trả lời từng người. Minh Hóa là một vùng thường xuyên xảy ra lũ lụt. Xã Tân Hóa với địa hình lòng chảo, xung quanh bao phủ bởi những núi đá vôi được coi là rốn lũ của tỉnh Quảng Bình. Đợt lũ hôm 7 đến ngày 10 tháng 10 mới đây là nơi đây có hàng trăm ngôi nhà bị sập sâu từ 0,5 đến 4 mét. Biết đặc thù của địa bàn, hồi còn làm ở địa phương thấy trời mưa lớn trong nhiều giờ là tướng Man lập tức cùng thuộc cấp lên đây để kiểm tra, chỉ đạo và di rời dân lên để tránh lũ, đề phòng nguy hiểm. Khi lũ gây cô lập ở xã Tân Hóa, ông Man cùng nhiều người khác đi cano thị sát. Đến chỗ có nhiều nhà ngập nóc, ông quay sang dặn lính cho cano chậm lại, đi nhanh sẽ tạo sóng lớn, làm bể ngói của bà con. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man có vợ và ba người con, hai gái một trai. Con gái đầu tiên đã tốt nghiệp đại học, con gái thứ hai đang học lớp 12 và cậu con trai út đang học lớp 8. Trưởng thành từ cơ sở, ông Man lần lượt giữ các chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và được phong hàm Thiếu tướng vào ngày 5 tháng 9 năm 2019. Đơn vị nào đấy các bạn? Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh, cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Và chúng ta cũng đừng quên chung tay đóng góp để ủng hộ cho đồng bào miền Trung lũ lụt quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.